Anh Dũng. Anh làm đầu bếp ở đây à? Anh làm cố vấn Andy đây mà. Cố vấn ở đây luôn á. Bây giờ anh vào anh chỉ đạo bếp làm cái món nào mà em muốn ấy thì mới em mới tin. Thế em muốn ăn món gì? Em muốn làm món mực xào bơ tỏi. Tưởng gì? 3 giây có ngay. Đấy, hôm nay anh sẽ hướng dẫn em làm món mực xào bơ tỏi. Giờ mình sẽ khứa mực này. Cho mực nó nhanh chín. Rồi mực mình sẽ bổ đôi ra, bỏ mắt này. Rồi đầu tiên sẽ pha sốt này. Đấy, ta cho sake đầu tiên này. Rồi sau đấy ta cho mizin. Và cuối cùng thành phần không thể thiếu được là nước tương chinsu cao cấp khẩu vị Nhật Bản nhé. Sau đấy ta sẽ đánh tan đều lên. Cuối cùng ta sẽ thái tỏi thái lát. Bây giờ ta sẽ rắc tí muối này. Chảo nóng cho dầu vào. Và ta sẽ cho mực vào. Cái mực đã xảo trong cái dầu tỏi làm mực nó hết tanh và nó thơm. Ta sẽ cắt bỏ cái dầu này. Rồi ta sẽ cho sốt vào. Rồi, tắt lửa. Rồi bây giờ ta sẽ thái mực này. Đây. Mực xào bơ tỏi của em đây. Nhìn cũng là lại đấy. Rồi anh mời hai em ăn thử.